Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đến với sản phẩm Smart Home. Hôm nay thì sản phẩm Smart Home xin giới thiệu với anh em cái bộ điều khiển bằng RF. Đây. Thì bộ này thì ứng dụng vào điều khiển giếng trời này, điều khiển về dàn phơi thông minh này, nói chung là điều khiển động cơ đảo chiều. Thì bây giờ mình sẽ tháo, mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đây có bốn ốc này. Đấy. Và đây là bộ điều khiển của chúng ta. Nó có chân công tắc hành trình này. Đấy. Động cơ, gắn động cơ vào này và điện áp đầu vào. Thì điện áp đầu vào là nó đang sử dụng điện áp không phân cực 12-36V. Trên mạch thì nó có các cái chân này, stop up com down này, mục đích là để kéo dài kéo xa ra. Đấy. Còn MTL đây là sử dụng nhấn nhả và nhấn giữ. Đấy. Đây là nút nhấn điều khiển trực tiếp trên mạch, và kèm vào đấy là chúng ta có thể điều khiển bằng remote học lệnh bằng RF. Đây. Bây giờ mình sẽ cấp test cho các bạn xem. Rồi ok, sau khi mình cấp nguồn này thì nguồn ở đây không phân cực chiều động cơ này, các bạn cần thì các bạn có thể lắp thêm công tắc hành trình. Đấy, mình sẽ điều khiển cái động cơ này cho nó quay. Đây, và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn này, động cơ quay thuận này, dạ, động cơ quay lùi này. Đây. Dừng này, tiến lùi này, dừng này, lùi này. Đấy, nhấn đấy. Ở đây có chế độ thêm nhấn nhả và nhấn giữ nhé. Ở đây cũng này mình nhấn giữ, đây mình nhấn nhả này. Nhấn nhả thì các bạn cấp nguồn, rút nguồn ra và cấp lại. Thì bây giờ nhấn giữ này, thì động cơ quay, thả tay ra này, thì động cơ tắt này, động cơ quay này, thả ra này, động cơ tắt này. Tiếp theo này. Đây, thì đây cũng thế. Đấy, nó đơn giản như thế. Đây thì cái mạch này thì thường ứng dụng vào điều khiển cửa lùa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.